Trời ơi, kiếp này lớp này lên công tay quay game nha các bạn, lên công tay cho chứ quay nha. Rồi, tiền tháo lớp ngoài bỏ nha, tháo lớp ngoài cũ nha. Lớp ngoài thì đồng được cũ rồi. Tháo bỏ cái dấu hỏi này bỏ nha. Bỏ cái dấu hỏi này ra luôn nha. Rồi tháo lớp rồi ra xong giờ mình tháo cái hai cái nồi này ra nha. Tháo phần trước phần sau ra. Rồi, biết nồi các bạn. Rồi, bây giờ sẽ chìm con nền vô đây để khóa cái nồi trước lại nha. Chìm con nền vô đây. Đây, sẽ chìm con nền này vô. Con nền vậy này vô. Rồi xong rồi gắp cái nồi vô nha. Hai cái nồi xay cho nó vô cái nồi. Xong rồi xiết hai cái nồi lại nha. Rồi hai cái nồi xiết xong rồi sao cho nó giờ nó thành thành vụt tạ nha các bạn. Nó thành vụt tạ rồi. Nó không còn quay một chiều nữa. Nồi tự động thì quay như thế này thì nó quay hai cái chuông nó chỉ quay thôi. Còn cái bố ba càng nó không quay, còn giờ mình xiết lại làm khóa lại là cái bố ba càng nó quay theo cái chuông mà nó thành một cục tạ nha. Rồi. Xong tiến hành mình ghép cái lóc con vô. Rồi giờ đã gắp nắp nồi vô xong rồi bóp ba da đạp thử coi nó có cắt ba da không các bạn. Rồi đạp nhẹ vậy là thành công nha các bạn. Giờ cái việc gắp dàn áo rồi. Giờ cái tay côn mình tạm thời mình chế như vậy các bạn. Tại vì thằng chủ xe nó không chịu cắt cái bát kiến này nên mình chế cho nó lòi ra ngoài vậy luôn. Rồi, ok.